Em kính chào các bác đã đến với video của em nha, kênh Hàng Nhật Bãi. Hôm nay giới thiệu đến các bác là một cái nồi áp suất 4,5 lít của Nhật, mẫu nhôm mạ đồng mới chá mới tinh luôn các bác. Nồi này ở ngoài mới ăn trong video, tại vì ở ngoài màu nó sẽ vàng hơn các bác. Video thì nó tái, do là hình ảnh chất lượng âm video thì nó sẽ có cái bộ lọc tẩy á, cho nên là nó nhìn thấy nó trắng hơn, nhưng mà ở ngoài nó đẹp lắm. Nồi này hàng lướt mới tinh luôn các bác, trong ngoài hết nè. Quan nó viết còn mới chát này các bác nè, mới chát mới tinh nè. Thì em có cái video test rồi, ngang tí thì em báo giá xong thì em sẽ có cái video kèm theo để cho các bác coi là em đã test rồi, đã nấu rồi, ngon lành hết rồi. Bây giờ thì mở ra coi, mà bên trong thì mình nấu á, thì mình sẽ mở cái này qua này ra nè các bác, đặng mình đóng lại áp suất rồi mình lấy thì mình đóng lại, lấy nắp ra đóng lại, dở ra cho em coi cái phần nắp mới chát luôn, mới chát mới tinh luôn. Này các bác coi đây nè, con cao su nguyên bản mới chát mới tinh luôn đó, tay cầm tay chân đồ là lành lặn đẹp đẽ hết nè đó. Đó giờ bên trong lòng nè các bác thấy không, nó mới chát mới tinh luôn. Nồi này mẫu nhôm là họ nhôm cao cấp của Nhật đó các bác, hợp phân khúc là hàng ấp nội sức mà cao cấp đó. Em test rồi, hết rồi mình về mình xài cho em đi, hầm gà hầm vịt gì đó bỏ vào cho em, giò heo đồ đó, trong ngoài nè đẹp keng chưa, giá bao tốt cho các bác nè, tay chân nè. Thì riêng cái nồi áp suất thì mua cọc cho em 100.000 thôi nha, còn lại anh đón bên nhà hàng và tiền ship, nếu chuyển khoản đủ thì em bao ship, bảo hành từ 3 tháng cho các bác xài cho em đó. Nó chán mới tin em quay cho các bác là đủ tứ phía hết trơn, như còn đòi hỏi gì nữa. Thì cho một số bác mua hàng em cũng tức cười lắm, video coi không được lấy hình ảnh ra coi. Thật sự em nói là em bán trên video thì nó là hình ảnh, chứ em không có bán, chứ không bán hình ảnh mà trên cái video được. Nhiều khi trên video quá quay đúng đúng không, nhưng mà chụp hình đó thì nó sẽ ra đôi khi cái màu nó hơi khác, nó hơi tái, nó hơi trắng hơn đó, thành ra nó cũng không giống. Mà khi coi đúng cái video đi các bác rồi mua giùm em, có sao thì em nói vậy. Còn video là nó thực tế nhất rồi, bây giờ muốn qua hình ảnh hay gì, qua hình ảnh là các bác gặp trong hình một người ra ngoài đường một người đó. Thì trời, em gồm lấy cái cục áp suất rồi, để em lấy lại vào đó. Thì bây giờ là ở ngoài một người đó, ra ngoài đường gặp nhau là một người khác nha đó, thì các bác thích không? Dùng em bán cái kiểu như là đã quen rồi đó, có tính có nói tào lao gì cho các bác đâu. Rồi các bác thì giá em bán là 950 nha, 950. Em sau cái video này thì em sẽ có kết thúc cái quay phần này, thì em sẽ có cái phần test trên nồi trên bếp. Thì mua hàng thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại giúp em là 0919407501. Nồi này rất là dày dặn, địa chỉ em đang bán nằm ở Bình Chánh nha, thành phố Hồ Chí Minh. Có nhu cầu thì liên hệ với em. Thì kết thúc video, hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo. Chúc các bác cùng gia đình nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ, chân thành cảm ơn các bác. Mời em là nồi áp suất nhôm mạ đồng mới ken span luôn, 4 lít rưỡi nha các bác. Là mẫu này là nấu ga đó, tự nhiên em test cho bác xem nha. Nói chung là hàng em bán đều test trên này, cũng đang test một cái ông nồi nóc nấu từ nữa nè. Thì, video này chính là quay cái nồi này, đang ok nè, chín gòn hết, các bác mới chát luôn, con lòng giờ mới chát hết nè. Bây giờ nó bắt đầu là áp suất nè, tự chuẩn bị là nó sẽ lên áp suất nè đó, nó bắt đầu lên đấy các bác. Giờ bắt đầu là nó đã đủ áp suất rồi, nó sẽ tự động xả lên nè, đẹp lắm nè, thấy không? Cái nồi này ngoài đẹp hơn rất là nhiều luôn á, màu đồng tươi luôn á, còn trên video này nhìn thấy nó không được đẹp bằng thôi nè đó. Giờ nó ok nè, hết rồi nè các bác thấy không, hơi nè, giờ nó đang xả hơi nè đó. Đó, rất là mạnh luôn nha. Rồi, mua hàng liên hệ của em xa số điện thoại 0919407501, em bán giá bán tốt cho các bác nha.